Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu touring cao cấp của hãng Gian XCR 3005 có giảm sóc, dòng touring XCR. Vâng, cái mẫu touring XCR 3005 này còn không còn gì xa lạ đối với các bác nữa rồi, rất là hot. Dòng cao cấp của hãng Gian. Vâng, bây giờ em xin nhắc hỏi chiếc xe ra. Vâng, vẫn là tông màu đen ghi chủ đạo. Điểm nhấn ở đầu càng ghi đông xe đen. Mà cái tông màu này rất là nổi bật nhá. Như mẫu xe XCR 3005 có giảm sóc này thì em về rất nhiều rồi. Và hầu như các bác đều luôn thích những cái màu ghi đen này. Đem đi tổng thể khung hình xe bác nhìn. Vâng, cái dòng XCR 3005 là mẫu dòng Gian Touring, dòng cao cấp của hãng Gian có giảm sóc. Và rất nhiều các bác đã gọi đặt hàng bên em, nhưng hôm nay em mới về một chiếc và độ mới trên 90% xe. Nước sơn còn rất là sáng và bóng. Đây các bác nhìn thấy rõ đấy. Model XCR 3005 Gian. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X. Vâng, alloy X là hãng nhôm siêu nhẹ đặc quyền của dòng Gian rồi. Và đây là website chính hãng của Gian đây, có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Sự kết hợp giữa địa hình và touring có giảm sóc, xe mang lại trải nghiệm cho các bác rất là ưng ý. Size S các bác nhá. Kiểu các bác là từ 1m6, 1m7. Và xe về nguyên bản theo xe là cái giá bình nước theo xe cũng ở Gian. Cái đời 3005 là đời cao cấp rồi, XCR rồi. Và xe được trang bị với cấu hình rơm sườn. Cổ phút và ghi đông của chính hãng Gian. Tay lắm cao su chính hãng Gian nguyên bản. Vâng, tay lắm cao su là tạo cảm giác các bác rất là êm và mịn nhá. Tay lắm sừng trâu của các bác này. Lần này em về một con Gian XCR còn nguyên theo cái tay lắm sừng trâu theo xe. Đây là biểu tượng của Gian đây, bác nhìn rõ đấy. Logo. Xe được trang bị với cấu hình Shimano Alivio 9 tầng lip. Và bác thấy rõ, ghi đông xe còn rất là mới. Xe em đánh giá khoảng tầm trên 90%. Bên bộ đĩa là Shimano Alivio 3 tầng đĩa nguyên bản theo xe. Cái dòng touring có giảm sóc này sẽ hợp các bác đi đường hình đồi núi hoặc đi đường bằng nhé, đều rất là thích hợp. Chuyển động rất là nhẹ nhàng và nhìn rất là thanh nhã. Giảm sóc sóc dầu các nhé, sóc dầu nguyên bản chính hãng Gian. Đây các bác phải thấy rõ cũng còn rất là mới. Xe có cặp vành Gian nguyên bản theo xe. Đây bác thấy rõ. Kích thước lốp 700x38C. Vành nhôm hai lớp. Vâng, các bác nhìn thấy rõ, gai lốp vẫn còn gần như là nguyên. Lốp xe cũng là ít đi. Những cái lốp li ti nhỏ trên khung lốp này là những cái bề mặt bám đường ma sát tốt hơn nhé. Kể cả đi đường bằng và đường địa hình đồi núi cũng vậy. Phanh dầu thủy lực.
Mẫu XR này rất nhiều các bác quan tâm. Bốt yên của chính hãng Gian. Yên xe chính hãng. Đây là đường đường kẻ viền phản quang cho bác đi tầm chiều tối. Yên còn rất là mới. Xe được trang bị với củ đè Alivio Shimano. Đùi đĩa Shimano các bác nhá. Gạt đĩa của Alivio nguyên bản trong xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 27 tốc độ. Và hầu như những cái dòng xe touring địa hình mà có cấu hình xe như này là rất là tốt rồi bác nhá. Và được người chủ cũ nâng cấp với bộ đũa Elok, hay gọi là cam Elok, chân cũng Elok luôn. Các bác nhìn thấy rất sáng và bóng. Thật nhất là các bác để đi mưa nắng gió thoải mái, không sợ han gì. Bằng cái mẫu xe XR 3500 này thì không còn gì xa lạ đối với các bác đi thể thao, đạp đường phố và địa hình. Vâng, bây giờ anh Chiên đã chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này, chuyển động rất êm và mượt mà. Lip và xích cũng rất là mới các bác nhá. Xuống lip này, các bác có thể thấy rõ là chuyển động của xe rất là êm. Lên đĩa đây, xuống đĩa, lên đĩa, hầu như hoạt động của xe không một lỗi nhỏ. Vâng, và bên em có những mẫu xe địa hình trên dưới 5 triệu rất tốt trong tầm giá. Đây các bác phải nhìn nhé, những cái mẫu xe này dòng địa hình tầm trên dưới 5 triệu các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì cũng lên Zalo nhắn tin theo em qua 0975 709 943 để biết được thêm chi tiết của xe. Đây, những mẫu xe em quay đây là trên dưới 5 triệu. Vâng, và em vừa đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe dòng Gian cao cấp, touring cao cấp của Gian XCR Model 3500. Cái mẫu xe này không còn gì xa lạ đối với các bác nữa rồi. Rất nhiều các bác quan tâm. Và xe nguyên bản chính hãng Gian, và lần này được người chủ cũ độ thêm những cái vành căm hay là đuôi Elok rất sáng và bóng cho xe. Và màu xe này thì rất nhiều các bác ưa thích. Màu xe tông màu ghi đen. Và xe bên em hiện có giá là 8,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc là lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.